Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với bình luận Ranh Đồng. Vâng, lại là Tớ Hận Cậu. Ngày Tớ Hận Cậu comeback sẽ là ngày Văn Tùng làm 2 clip của bình luận Ranh Đồng mỗi tuần. Và ngày hôm nay thì hơi tiếc một chút là buổi sáng Văn Tùng bận dọn dẹp nhà cửa mới chuyển nhà, nên là chưa bình luận được một trận nào của Tớ Hận Cậu cả. Nhưng buổi tối ngày hôm nay sẽ bù lại cho anh em một số ha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với giao án Fiddlestick hỗ trợ của Tớ Hận Cậu. Tớ Hận Cậu đã đổi tên rồi ha. Và để xem là giao án này thì idol sẽ thể hiện như nào nha. Let's go. Ok, một giáo án khá là quen thuộc đến từ Tớ Hận Cậu với con Fiddlestick mang theo cho mình, đó là thu thập hắc ám. Và cấp độ 1 thì idol đã cộng cho mình đó là kỹ năng E. Và vẫn đang AFK ở bệ đá cổ một chút, luôn luôn là như vậy. Đây là thủ tục thôi anh em, mà tôi không biết là làm cái gì, nhưng mà cứ vào là phải AFK tầm phút rồi đi ra. Ra sớm có làm gì đâu, ra sớm nhiều khi bị bắt lẻ, mất phép bổ trợ cũng nên. Đường trên của team idol sẽ là Chí Phèo 88. Vâng, và đó sẽ là con Redden đánh solo lane cùng với dây của FG Đức Thanh Khang. Và khu vực rừng sẽ là không hề đơn giản, đánh con Z đối đầu cùng Evelyn của I Am Dumb AF, Dumb at Fuck. Ok, Thiên Đen ở khu vực giữa với Varus Thanh Tẩy sẽ đối đầu cùng với lại vị trí của Zik có cái tên là Địch Căn Nghĩa. Một cái tên rất chất hỏi đến từ vị trí của Zik về phía bên kia. Đứng dưới cùng với xạ thủ Ezreal, đó là vị trí của tường B2, sẽ cùng với Fiddlestick của Tớ Hận Cậu đối đầu cùng với Làm Lại Cuộc Đời 34 và Giang Hồ Xịt Sò. Ok chưa, toàn là những cái tên rất đậm chất Ranh Việt của chúng ta. Và để xem là PK đầu trận sẽ là như thế nào. Và rất mưa kiếm bước lên với một tiếng mưa tên và sát thương là kha khá. Đứng trên thì hiện tại Cá Sấu đang được bấm B về nhá, logo các kiểu ha. Thôi còn quyền lính là được rồi, an toàn thôi anh em ạ. Đứng giữa PK liên tục và cấp độ 1 Làm Lại Cuộc Đời đang bị vả liên tục bởi vị trí của Tớ Hận Cậu. Rồi Ezreal bắn Q, nó có vẻ là không được ok lắm khi mà nó không trúng vào Jin. Không sao cả, đứng giữa đó là pha tốc biến chạy từ Zik rồi, mất máu quá nhiều đi. Tiếp tục phá E đến từ Fiddlestick của Tớ Hận Cậu và áp lực đi đường đến từ Fiddle là rất lớn. Nhưng cái thằng Ezreal thì lại bắn Q xịt. Và lúc này thì chưa hề có mạng, vẫn đang là những tình huống va chạm ở tại khu đường và rừng thì đang farm. Một pha phá E đến từ vị trí của Tớ Hận Cậu, pha lao lên W bị né cái nhẹ rồi. Giang Hồ Xịn Sò đang chui bụi cỏ, một tiếng trả nội tại ra và sau đó thì là một tiếng lên hai đến từ Jin vì được hit kinh nghiệm đơn mục tiêu ở khoảng chừng vài con lính đầu tiên. Phát thứ tư là khá đau nét, vẽ bồi vào ra can đứt vào là có thể có biến. Ezreal mất máu quá nhiều, thiếu đốt tốc biến đánh tay và chiến công đầu dành cho Zik khu đứng giữa chứ không phải là dành cho cặp đôi đứng dưới bên phía của team 2. Idol Tớ Hận Cậu cũng đang bị vã liên tục ở đây, bật tốc hành và sau đó thì thả diều khiến cho cặp đôi phía bên kia không có mạng rồi. Chúng ta cùng nhìn lại một tiếng mà Thiên Đen khu đứng giữa phải làm cái gì đây. Bắn quy chúng và sau đó là một tình huống đần ác, nó chết lại còn ha ha nữa. Nghe hiểu kiểu gì, try hard please, try hard please. Chơi game mà bị solo kill chết nhảm rồi lại còn ha ha, rất khó hiểu đến từ đứng giữa bên phía của team idol. Còn khu vực đứng dưới lúc này thằng AD nó ngu quá, nó chết rồi. Idol đành phải 1-2 và chắc là farm luôn ha. Trong những ván đấu như thế này thì tôi thường thấy idol Tớ Hận Cậu sẽ farm lính để có thể carry vì xạ thủ nó quá gà. Rakan lao vào trong trụ bị fear và idol Tớ Hận Cậu tốc biến ra và Rakan sẽ là người hồi máu lại, sống sót với một chấm máu ở đây. Rất đáng tiếc cho idol Tớ Hận Cậu là không có mạng trong tình huống này, nhưng đó là một tình huống ít nhất là đã lấy được khá là nhiều phép hỗ trợ từ các phía team 2. Ezreal lao lên làm cái gì, ăn đam free vào người thế kia. Z đang có định ganh mà chung ý tưởng cùng với Evelyn rồi, cấp độ 4 đến từ vị trí cũng không hề đơn giản, dây nhá logo và sau đó giật về. Và Evelyn cũng không có định di chuyển ra, cua sẽ là một tiêu tranh chấp khá rát. Khu đứng dưới thì Làm Lại Cuộc Đời đã có một tiêu bắn W chuẩn xác, đi bộ lên bắn đam free và đó là cầu sấm xịt đến từ vị trí của dây. Dây lao vào lôi phạt, Z bị tấn công, Z tốc biến chạy và Evelyn mổ quy xịt rồi. Evelyn đang có lợi thế về mặt phép bổ trợ, còn đó là một tiếng nét vẽ được che phát bắn hết đạn rồi, vẫn có Q nhưng hết đạn và hết đam rồi. Cá sấu lao lên với cú đúp của mình, Varus cũng đã đến rồi. Z lao lên với phi tiêu nhưng mạng lại thuộc về cho Varus của Thiên Đen. Và khu đứng dưới vừa rồi là một tình huống 1-2 đến từ vị trí của Làm Lại Cuộc Đời, nhưng mà thất bại thì lặp lại và Làm Lại Cuộc Đời để xem nó sẽ lặp lại như thế nào khi mà một tình huống 1v2 nó là quá khó dành cho vị trí của Làm Lại Cuộc Đời, bị che rất nhiều sát thương và sau đó là một tình huống uầy ra vào nhấp nhà như phim 18 cộng như này thì đỡ làm sao để hết đạn. Outplay là gắt, còn khu vực cánh trên thì mặc dù Z mất tốc biến sớm nhưng mà vẫn có thể quay ngược trở lại tiếng giao tranh vừa rồi khi mà Chí Phèo 88 đã xuất hiện với một tiếng đúp cực kỳ hay. Hai đều rồi anh em ơi, một game đấu chưa phải là quá sôi động sau 4 phút khi mà cả hai bên chia nhau hai mà hạ gục.
nhưng cũng cho thấy được cái sự máu lửa và va chạm đến từ vị trí của địch căn mẹ cùng với lại vị trí của Thiên Đen. Cái tên tôi không muốn đọc một tí nào cả, cái E chỉ mang tính chất làm chậm đến từ Thiên Đen mà không có sát thương. Z lao lên với phân thân và cùng với đó là một cú phi tiêu và tốc biến thẳng vào trong trụ gồng Quy Đức. Sát thương là không đủ vì Quy xịt và cũng không có W. Làm cái gì đây? Rất là khó hiểu cho xử lý đến từ vị trí của Varus có khu vực đứng trên. Lúc này thì cá sấu đã có lại lượng máu sau khi có được mạ gục và dây thì hiện tại không còn đủ máu để đè lên nữa rồi. Idol tớ hận cậu thì đã về nhà bổ sung nước mắt cùng với Ezreal. Vâng, vẫn là một lối lên đồ thông thường đến từ vị trí của tớ hận cậu với một cái nước mắt tích số và sau đó thì phun số bán đi. Lấy mana đi đường thế thôi, ok, vấn đề gì đâu. Và hiện tại thì khu vực đứng dưới đã bớt thua đi sau một tiếng đùa kêu và gọi là kết hợp với nhau như sách giáo khoa và rớt đi. Quá đi, dành cho vị trí của Varus. Cái gì vậy? Zeke đã chặn ô lên như vậy rồi, tôi không hiểu tại sao Varus lại có thể băng trụ cho tình huống vừa rồi. Rất là khó hiểu và Zeke cũng khó hiểu giống như tôi. Và để xem là Idol sẽ phải gánh cái thằng mid này như thế nào đây. Một mid lane là khá lủng, cũng may là dừng với đường trên đánh ổn và Z đang có một nhịp farm là khá tốt đấy nha. Bấm B về 40 chỉ số có vật rừng thì là xanh rồi. Pha lao lên đến từ vị trí của tớ hận cậu để có thể phía xạ thủ đối phương. Ezreal đứt vào, E vào đánh tay các kiểu. Bị nét vẽ giữ chân lại nhưng Rakan hết CC rồi. Cả bóp bên kia đánh căng quá hà. Jin có một mạng cầm cái cúc chim đánh tự tin quá hà. Tí cầm fiddle stick phía cả đám chúng mày luôn. Một pha lao lên để có thể cấu rỉa đến từ tớ hận cậu cùng với lại vị trí của tường bi nhưng có vẻ là không hiệu quả rồi. Chúng ta sẽ cùng nhìn xem pha này sao. W lọt khe đến từ vị trí của Giang Hồ xịn sò và sau đó thì lên bảng đếm số mà thôi. Out hỗ trợ là chắc anh em ạ, out trình hỗ trợ là chắc luôn. Đứng giữa Varus đang lao lên tấn công liên tục và sát thương đã đủ đến từ Varus để solo kill vị trí của Zeke bên phía bên kia. Idol thì đang cố gắng chống chịu và đó là một cú phiên nhưng vẫn ăn viên thứ tư ảo thật ạ. Ezreal thì bị nổ cạm bẫy nghệ thuật và mất máu cực kỳ nhiều rồi. Varus đã trả lời chấm hỏi, Zeke đã trả lời thế à? À thế làm sao mà à? Cả người hai Idol mid lane bắt đầu có bắt mõm rồi anh em ạ. Game này thì Idol tớ hận cậu chưa hề lên tiếng. Vẫn đang tập trung PK trước đã, thằng nào tí nó láo nháo thì Chadon cần luôn. Bốn đều và tranh lệch về tiền là không quá đáng kể. Và Jin biết chơi quá hà, Jin xử lý skill nhìn cũng vẻ là mượt đấy. Đường trên thì không hề đơn giản, lao lên dây còn tốc biến đã phải tốc biến chạy rồi. Chí phèo 88 thì lại hết cho mình đó là kỹ năng E để tiếp cận và Varus lao lên với tình huống quy xịt. R trúng, đánh tay và E là đó là mạng dành cho vị trí của Thiên Đen. Mạng thứ ba cho đứng giữa bên phía của team Idol. Bắt đầu có tín hiệu trở lại đến từ vị trí của Varus rồi. Là một khu vực đường dây nóng thế nhở. Dây đã Chadon là cam cái L và sau đó thì ping liên tục vào chiêu cuối đến từ Zeke. Có chiêu cuối không chịu hỗ trợ đường trên gì cả. Bạn tao đấy. Ok chưa? Đường dưới thì PK liên tục diễn ra và sau đó là nét vẽ xịt đến từ Jin. Một tiếng đức quy tốt đến từ tường bi và tớ hận cậu lao lên phía rồi. Một pha đứng gồng đúp trước mặt đối phương dính đúp lưu đến từ vị trí của Rakan và đó là mạng dành cho vị trí của tường bi. 2-2 như cặp Botti One này thì chịu thôi. Giang Hồ xịn sò có cái tốc biến tốc hành lên đến từ tớ hận cậu, gồng một cái đúp lưu và lấy thu thập vạc áo và sau đó thì quạt một cú E. Đánh tay thêm một đòn phía thành công nhưng bị hất tung lên. Cứu thằng em đi đâu rồi, tao tự cứu tao, mày làm sao mày vào đây. Z đã chơi lên ngu rồi. Đang có một tiếng va chạm ở cấp độ 6 đến từ Z, cấp độ 5. What the fuck? Là cái gì vậy? Ôi. Thâm thủ đại hận với các thằng Zeke bên phía kia hay là như thế nào đây? Zeke đứng bấm B về luôn ạ. Evelyn, người đi ngang đời tôi à? Có thấy không anh em? Chắc chắn là thấy. Chỉ có được là đang xem phim đứng giữa thôi. Là còn bị con Evelyn nó gãi và hít vào người vẫn đi ngang đều. Hài hước thật sự. Ok nha, một tình huống khai thác mạng tốt đến từ cặp đôi Renekton cùng với lại vị trí của Z. Và đã có một tiếng Swap Land nhìn có vẻ là khá chiến thuật đến từ cặp đôi đứng lên bên phía team 1 ha. Và rất tiết lên top pick way đồ, các thứ luôn. Khu đứng dưới thì thôi bỏ mẹ rồi, Jin nó bắn, thôi, lách. Mú anh em ơi, bắn thế, dễ gì mà ăn anh. Dễ gì mà chạm được vào cái mạng này của chị, tưởng bở đấy. Lát rất nhạy cảm ở đứng trên, đó là pha Uni đến từ dây rồi. Lôi phạt ra và gió chuyển dạng bắn cầu sấm đi nào. Vẫn là một tiếng một đổi một đường với sát thương thứ đốt đến từ vị trí của dây. Nhá lai các kiểu và chát Only đi nào. Đếm số thì chống tay thì chát Only lên thôi. 8-5, vẫn là lợi thế cho team Idol tớ hận cậu ha. Và Ezreal nãy giờ ăn được 3 mạng thì toàn là Idol mớm. Cứ thể phải dâng tận mồm mới ăn cơ. Và Ezreal lúc này đi ra thì đang có cho mình đó là những mảnh nhỏ của lưỡi hai linh hồn.
bắt đầu có đà. Swap Langer trở lại đến từ Varus cùng với Rayton, khi mà nhận ra Varus lúc này đi khu vực trên thì có vẻ cũng không ăn được con dai tay dài. Và sau đó thì là một tình huống Z có mặt tại cánh trên, ăn luôn sứ giả đấy bạn. Lượm luôn con sứ giả ha. Tớ hận cậu giờ chỉ chờ level 6 thôi. Nghĩa là level 6 sẽ là level mà idol có được cái khả năng mở rất là áp lực với những cú phía tầm xa. Jin đang AFK, mày AFK mày tao tha cho mày. Mày AFK mà tao tha cho mày. Nửa cây xương xương. Jin đang hình như là bận nghe điện thoại thì phải. Bị đấm liên tục vào mồm rồi, tớ hận cậu giật ra để lấy chiêu cuối đã. Chiêu cuối người trở lại đến tớ hận cậu hay là như thế nào đây? Chiêu cuối thẳng vào phía thành công và đó là một lượng sát thương cực kỳ lớn. Một mạng dành cho vị trí tớ hận cậu rồi, mạng thứ hai dành cho Tường Vi. Ok chưa, tôi đã bảo rồi, đường trên thì sao? Evelynn cấp độ 6 đi lên nhưng mà nhìn con dây này nó có còn tí máu nào đâu mà PK. Cầu sấm nó đi vào lồng đất rồi. Mạng dành cho đường chơi đi rừng bên phía của team idol. Tốc biến né một tiếng quăng bom đối phương và sau đó bị hất ngược trở ra. Rất đáng tiếc dành cho vị trí của Varus. Khu vực đường trên thì cá sấu cắt và sát về. Và sau đó Quy đứt nộ đi nào. Tung chiêu cuối chạy đến vị trí của Evelynn. Khi đã có đứt rồi tự nhiên cá sấu này sẽ ôn in luôn. Evelynn không còn chiêu cuối lấy cái gì mà chạy đây. Z đang ăn cho mình đó là con sứ giả. Còn Varus đứng giữa đang bị dích thảy bom, phải là hơi thốn rồi. Có vẻ là hơi thốn. Ăn thêm một bom nữa vào mồm mà hiện tại máu còn lại đấy thì Varus là cực kỳ ít rồi. Một tình huống tên bay đạn lạc lúc này có thể sẽ lấy mạng vị trí của Varus nên là quyết định thiên đen là về thôi. Evelynn cũng đã về rồi. Ở khu vực đứng dưới thì idol cùng với Ezreal lại có một pha duo kill nữa. Mà rõ ràng vẫn là idol làm hết anh em ạ. Quả giá bán chất lượng đấy. Bù nhìn rơm chất lượng đến từ tớ hận cậu và hiện tại lợi thế đang là con số 5.000 tiền rồi anh em ạ. Gần 5.000 tiền chênh lệch với tất cả hai team. Còn Varus thì vẫn đang trì trà khu vực đứng giữa lại với một chấm máu như thế này thì Evelynn đã ra vét một phát thôi. Là cút luôn. Vẫn đang nỗ lực farm. Dích quang bom xịt rồi. Z thì lại chưa có chiêu cuối để ganh ạ. Z quyết định đi farm chim bỏ lại vị trí của Varus và sau đó thì tí nữa chết. Lách dẻo quá ha. Kêu luôn cả bạn mình ra ha. Cá sấu đã ra rồi. Thiên đen đang lách đi tốt. Dích thì không còn tốc biến nữa. Lấy cái gì mà chạy, có cái W. Còn cái W cá sấu cắt và sắt. Thiêu flash lên W thiêu đốt. Ê, này thì nhờn. Này thì nhờn. Dích lại ping chấm hỏi và lại ping con dây cho mà xem. Đứng dưới thì nó là pha lao lên từ Rakan. Idol tận cậu nó xuất hiện trở lại rồi, một tiếng phía vào lính đến từ vị trí của idol. Nhưng mà không sao, không vấn đề gì cả. Mid triệu hồi luôn sứ giả và Evelynn lao ra với tình huống gắn đứt lên người con Z. Z tung dấu từ thần, phóng phi tiêu các kiểu, sứ giả hốc bể vị trí của Evelynn. Z giật được trở lại ăn trụ luôn ạ, múa là khét đến từ vị trí của không hề đơn giản. Còn khu vực đứng dưới thì Fiddle Stick của idol lại chưa có chiêu cuối. Phía thành công vị trí của xạ thủ đối phương để giúp cho Evelynn rút lui. Evelynn thì bắn quy trượt tùm lum tà la hết. Đi được cùng với một AD có vẻ là hơi yếu một chút, mặc dù là ăn được khá nhiều mạng nhưng vẫn là xử lý kỹ năng rất fail đến từ Henry của Tường Vi. Pha lao lên đến từ vị trí của Rakan, đứt xịt và sau đó thì ăn ngay một lượng sát thương trả lại và là khá đau rồi đấy. Jin còn sân khấu tử thần, còn Zik thì sao? Quăng một cái W, siêu bom trước đó đã dùng rồi. Quăng B chuẩn xa và có mạng solo kill dành cho vị trí của Zik. Còn khu vực đứng dưới này thì sao? Và Varus đã chơi đòn ha ha, mỗi lần chết rồi ha ha, rất chấm hỏi. Try hard please. Sắt 4 rồi. Còn cái gì nữa đâu mà không trai hát hả anh em? Idol hiện tại vẫn đang kẹt ở sát 4 anh em ạ. Và đó là một tiếng lao lên từ Rakan. Phía thành công có hồi máu nhưng đó là không đủ để idol tấn công có thể rút lui chiến thắng vừa rồi. Dính hơi nhiều CC ha. Không kịp chiêu cuối. Z đang xuống nhưng có Evelynn và Zik cũng đang xuống chung. Và Z hiện tại có thể đánh được khi mà rất danh, không cần đến chiêu cuối. Ám muội vào hay là như thế nào đây, hồi máu được dùng. Dịch chuyển của học lên đến thì Ezreal nhân tốc biến chạy đến vị trí của Rakan. Ám muội vào và đó là một tiếng sát thương đủ với phi tiêu. Z bị tung chiêu cuối bởi Evelynn mất máu là khá nhiều. Cú đúp đến từ Rayton bị lôi phạt ra rồi. Ezreal thì lúc này không còn đủ máu để hỗ trợ cho vị trí của Z trong việc băng lên nữa. Là một tiếng đổi mạng mà thôi. Đúp trúng, e lên chàng, e lên, quy trúng và có mạng dành cho Tương Bi rồi. Evelynn quay người trở lại tự nhiên thấy đồng đội chết ạ. Ôi, đi qua tầm nhìn đến từ vừa có chặng 3 có mắt kiểm soát rồi thì sẽ phải xử lý như thế nào đây? Ezreal đang không thấy luôn ạ. Ơi dở thế, bắt kiểm soát người ta cắm ra như vậy rồi. Bây giờ thì thôi xong rồi. Bị chạm lại, e chạy và lên bảng điểm số rất nhanh. Một sai lầm đến từ Varus, à nhầm đến từ vị trí của Ezreal. Được idol nuôi nhưng mà sau đó thì vẫn fit. Một pha dồn sát thương đến từ Varus. Có một tiếng thiêu đốt ngược trở lại đánh tay. Thanh tẩy thiêu đốt đến từ thiên đen. Ui, sắt 4 Việt Nam mà đánh căng với các bạn. Đứng trên đó là mạng đổi mạng hay là chẳng có đắc thắng. Và cá sấu của Chí Phèo không chết trong tình huống này. Dày đã quá đau rồi. Sam nhỉ, A còng, Dịch đã cho đốt ghê ta. Hai đứa bên phía team 2 đang gọi là ngậm hành thay cơm và đang chat đôn liên tục. Chỉ là chat đôn cười trừ không biết làm gì cả. Còn lúc này ở khu đứng dưới thì tớ hận cậu đã xuất hiện trở lại với chiêu cuối sẵn sàng rồi. Ăn lính, farm lính để gánh team thôi, AD ngu quá. Nhưng bị cặp đôi đứng dưới đối phương giữ chân lại và tớ hận cậu sẽ phải tốc biến chạy vào chiêu cuối được hay không đấy. Cả mẹ đó.
Cặp bóp bên kia trồng CC gắt quá, thằng Z đi ăn rừng rồi không xuống ganh gì cả, chán chưa. Ăn con rồng làm cái gì, đánh ranh đồng một tí ăn rồng thế này, chết dở thật. Xuống dưới lượm quả đấy hai mạng rồi. Tường Vi đang cố gắng bắn rồi, Z đã ăn rồng thành công đứt lên rồi. Đây đi ganh phải là dễ không, dấu từ thật và ăn mạng thôi mà. Quá là đơn giản luôn. Ám muội và chém tay liên tục với mùa đỏ đến từ vị trí cũng không hề đơn giản. Nét vẽ giữ trận đối phương lại rất tốt đến từ vị trí có làm lại cuộc đời. Nhưng cuộc đời này có lẽ sẽ phải làm lại. Ôi dồi ôi, đổi bóng cái gì. Úi rồi xử lý kìa. Lắc cồng kềnh nhưng cuối cùng vẫn có mạng từ Tường Vi. Ở đứng giữa thì Vanos lại tiếp tục tìm kiếm pha solo kill của mình, nhưng mà chiêu cuối chưa hồi, vừa hồi kịp dùng luôn. Chiêu cuối dùng luôn đến từ cả hai và thôi xong rồi. Cút luôn con Zik còn mỗi hai hòn bi ở đây mà thôi. Nó tỉa ra dụng bi luôn rồi anh em ạ. Và rớt bắt đầu có nhiều mạng gục cùng với một cây đây là xanh sao với 750 KDA. Mạng bắt đầu có nhiều hơn trong một game đấu bắt đầu PK là cực kỳ căng rồi. Idol thì bắt đầu đi. Cầm bù nhìn đi tập đá rồi anh em ạ. Chán cái thằng ở đây này quá thôi. Có trụ cho vị trí của Varus khu đường giữa. Và trụ đường dưới thì FD chắc là cũng có luôn. Trong khi đó thì tình huống di chuyển đến từ Varus lên cánh trên đã bị lộ rồi, bị ping chấm hỏi liên tục vào đầu. Thanh Khang đang đứng AFK ở trụ một khu đứng trên vì biết rằng mình đang phải một đánh hai kéo thêm Evelyn lên, nhưng mà Evelyn lại bận đường quá giang con mùa đỏ. Lúc này Thanh Khang vẫn đang tạm thời phải AFK. Ping chấm hỏi thì là liên tục đến từ dây rồi. Chuẩn bị là băng trụ trăng, Thiên Đen có những pha ramming nhìn là cực kỳ áp lực. Cá sấu thì không có tốc biến, tiếp cận được hay là không đây. Dây có thể quay ngược trở lại giết con Varus này luôn, để Varus còn tốc biến. Bơi thẳng vào và chết. Cú ramming đi vào lòng đất rồi. Có ngay lập tức vị trí của Z ở đây, Z lao lên phóng phi tiêu xịt nhưng đánh tay thì không xịt được, có mạng thì nó Z luôn. Khu đứng dưới đã có một tiếng duo kill và đó là một tiếng 1-2, 2-2 rồi từ thần thật ra đến từ Z. Có mạng dành cho Evelyn nhưng sau đó dịch lên. Dịch tốc biến lên thẳng trước mặt một con cá sấu của Chí Phèo. Và sau đó là một tiếng dịch có lẽ sẽ không đủ sát thương để giết Rayton phía bên kia. Và coi chừng Rayton nó hồi mã thương nha. Bấm P về nhìn rất là ngổ ngáo đến từ vị trí của Chí Phèo. Anh em có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Di đã nói thế xong tiếng duo kill của chúng ta hãy cùng nhìn lại tiếng này đã. Xem pha này đã anh em ạ. Dịch giữ vị trí là cực kỳ cảnh giác, mất đứt lưu đến từ dịch rồi. Cắt và sắt lên đến từ vị trí của Rayton, quy nộ là chết. Cắt và sắt vào quy đơn giản là có mạng. Chúng ta cùng nhìn lại tiếng duo kill khu đứng dưới đến từ cả hai bên. Một pha ăn trụ sau đó lao lên đến từ vị trí của Tường Vi và tớ hận cậu đã có được chiêu cuối nên Idol quyết định dùng luôn. AD gặp nguy hiểm nó quay lại backup liền. Jin bắt đầu say mồi và đó là pha tốc biến từ vị trí của Ezreal. Pha lao ra vào ăn sót xạ thủ đối phương đi từ tớ hận cậu. Ezreal vào ăn mạng đi kìa. Dịch chuyển khoác lên bắn quy và sau đó thì đen các bạn ơi, cái thằng Ezreal nó chết sự. Thằng Ezreal nó chết để cái bóng con Ezreal nó đổ đa chết cả Idol ạ. Mê liều ạ. Ping 248. 248 ping thôi chứ còn nếu mà ping ngon ở Việt Nam tầm này Idol cân hết anh em ạ. Tôi không biết là Idol đang đánh ở server nào nhưng mà không đánh ở cái nước nào nhưng mà ping khá cao. Và điều đó đang khiến cho Idol hiện tại vẫn đang bị kẹt ở rank sắt 4 nha các bạn. Varus lại tiếp tục lên top rồi, di chuyển liên tục đến từ Varus và hiện tại Zay đang phải 1-2. Cá sấu bên kia thì đang có một shutdown rất là nhiều tiền và gần như là bất tử rồi. Varus đã có mặt tại khu đường trên, dính một quả cầu sấm đánh tay, bắn E và sau đó thì ăn trụ thôi. Tung chiêu cuối xịt đến từ vị trí của Thiên Đen rồi. FG thì đi solo sứ giả rất là khó hiểu. Đứng dưới thì Z lao lên với một tình huống giống từ thần và có lẽ là Jin sẽ cút ám muội vào. Rồi không cút rồi, không đủ đam rồi. Tớ hận cậu đứng dình ở trên tầm nhìn đối phương thì phải. Đứng trên Varus lao lên sân khấu từ thần mở lên bắn nhưng bắn đi đâu hết rồi. Bên phía bên kia thì hỗ trợ solo với nhau và rõ ràng là Idol là người thắng rồi. Đứng trên thì cá sấu bơi thẳng và bật thật cá sấu đi ra sau khi giết được con dịch phía bên kia. Và đó là một tiếng dây lao vào. Evelyn xuất hiện. Evelyn lao lên, lôi phạt ra và Evelyn sẽ có đôi mạng ở đây. Mạng shutdown, double kill cho Evelyn. Tại cùng đã tình huống mà trước đó con cá sấu làm sao giết con dịch ấy nhở. Thảy siêu bom lên top nhưng mà hơi fail. Dịch di chuyển vào cách ngổ ngáo và sau đó thì bị Varus bắn liên tục vào mồm và E lên, tốc biến lên và ăn mạng vào thôi. Và khu đứng dưới chúng ta có một pha solo giữa Idol tớ hận cậu cùng với giang hồ xịt sò mày dăm ba cái thằng giang hồ mõm. Làm sao bước vào đây chiêu cuối qua giết luôn hai thằng, bây giờ tốc hành lên luôn trang phía thành công đến tớ hận cậu. Có đồng hồ đến từ Rakan và tốc biến vào chiêu cuối còn, nhưng Rakan quyết định làm gì đây, quay ngược trở lại dồn sát thương Idol và sau đó thì thôi thiếu mất một tí sát thương mà không ai hỗ trợ cả. Edry lên top làm cái gì rồi, đi bot thì lo mà đi bot đi, bắn quy xem nào. Ui rồi ôi, hỏng chưa, thằng AD này nuôi cho xanh rồi báo không à, không được cái tích sự gì. Thôi được rồi, chấp nhận, dù sao thì team cũng đang khá xanh. Idol làm game nó cân hơn một chút.
full số nước mắt rồi nhưng mà chắc chắn là không up rồi. À không, Giang có thể cân nhắc việc up luôn nước mắt với một con Fiddlestick như thế này. Biết đâu yếu máu lại có tí mana và hút máu ở rừng thì sao? Ở đường trên thì Ezreal là người rất giàu với một lượng tiền là 9.000. Nhưng mà tường bi hiện tại thì lại chưa có thể làm được tốt với lượng sát thương đến từ Ezreal xanh như thế này. Đây là vị trí của Amda Matfak đang lên khu đứng trên để có thể tìm kiếm vị trí của tường bi. Ezreal đã hết tốc biến rồi, bị cham rồi, dây bắt đầu tiếp cận, Zig bắt đầu tiếp cận và cút luôn rồi. Biết ngay mà. Đi đường với idol xanh sao thì bắt đầu đánh láo. Báo quá báo luôn. Đây, mua được mắt full số để mà đi ăn rừng thôi anh em ạ. Tập này phải đi farm rừng với hả, đi bắt lẻ với hả, đi để lẻ mà. Mà carry. Một đường một tình huống đường giữa khu này đang có tình huống diễn ra. Tốc biến lên để ăn một cái mạng ở tình huống 1 đổi 1 rất là khó hiểu. Những carry của team idol đang có một màn trình diễn vô cùng tệ hại, mặc dù là được idol nuôi cho khá là xanh sao. Nhưng không hiểu là đánh cái kiểu gì luôn. Đánh thế này bảo sao idol không kẹt sát 4, không bao giờ lên được rank cao. Toàn đồng đội báo quá báo luôn. Thôi đấy, cầm thu thập băng ám với cả giày cơ động và nước mắt phun số đi đẩy lẻ ha. Đây là một giáo án quen thuộc rồi. Nhưng bỏ mẹ cái thời điểm đẩy lẻ rồi đối phương lại kéo xuống đánh rồng, thế nên là đồng đội lại báo nữa rồi. Phát tốc biến từ Zin, tốc biến sang phía bên kia bờ từng lướt phong linh đi với bị dối từ thần kết liễu rồi. Cá sấu đang bơi 1-2-3 và sau thì cá sấu bị lôi phạt. Idol đã đến backup và đó là chiều cuối phía thành công hay không đây. Ui chiều cuối không phía được ai, tốc biến lên đốt đến từ chiều cuối, mặt nạ đến từ vị trí của tớ ân cậu W phía các kiểu và sau đó thì Z đến vét đi chứ gì nữa. Dày đã có pha solo thắng vị trí của cá sấu rồi. Z lao vào không có dấu tử thần, đánh tay ám muội các kiểu đã không đủ đam, phóng phi tiêu lại xịt. Đồng đội đánh như thế thì có phải là dở không? Cầm mẹ đấy. Cái thằng này xanh được, không đi đánh nhau đi, cứ đi đẩy lẻ làm cái gì? Người ta yếu người ta đi đẩy lẻ thì đúng rồi. Ông xanh không cứ đi đẩy lẻ đâu, đi PK ông kiếm mạng đi. Đồ này bắn thằng nào chả chết. Pha xử lý khá là khó hiểu đến team idol. Hiện tại thì idol đang phải còng lưng ra gánh cái đám này. Mớ mạng gọi là tận mồm không ăn được. Dịch chuyển vòng sang đánh tay đớp quy. Ezreal đánh hay đấy, Ezreal có là skill shot ổn đấy, nhưng mà thằng Varus đánh chắc là cút rồi. Cùng ánh sáng đưa ra đến từ vị trí của Ezreal, không cướp được con rồng và sau đó thì một đánh hai cầu sấm xịt. Ezreal dịch chuyển ngọc ra tốc biến quy xịt, tốc biến sau đó thì sao. Zay đang đi bộ chỉ thiên lôi phạt bắn cầu sấm rồi ngay mà. Carry như thế này thì thôi mà mua nước mắt mà đi farm rừng với là đi để lẻ thôi anh em ơi. Cha trông chờ thì được mấy thằng carry đánh đấm như thế này. Cá sấu E lên làm cái gì đây? Thì nó có no hope không? Một lợi thế lớn đến như vậy mà bây giờ để đối phương gỡ lại còn có 4.000 nữa. Rank đồng này thì mấy nghìn nó lật được thoải mái. Bên kia dây xanh rồi đấy. Evelyn có mạng, Zeke cũng farm được và có mạng luôn. Bot đối phương bị đi như thế vẫn lại là 7-7. Không thể nào hiểu nổi với những tình huống xử lý đến từ các thành viên bên phía carry, bên phía team 1. À bây giờ thì là tình huống đánh sâu hơn vào rừng đối phương, mắt mũi cắm ra đề huề. Thằng nào bố láo là đấm luôn. Cướp hết cả rừng đối phương, còn cái gì mà không đến tay. Còn cái gì mà không đến tay các bạn. Chiều cuối đã có đến từ Fiddlestick của idol, quay ngược trở lại phà một cú câm lặng và sau đó rút lui. Chí Phèo cũng là một game đấu cực kỳ xanh xao với 2.5 món, nhưng mà lúc này thì đối phương chưa di chuyển ra để có thể PK và Varus đang là người bị tấn công trước. Rakan lao vào mở nhưng Varus chiều cuối khá hay. Mũi tên thì xịt tốc biến vào khiêu khích vị trí của tớ hận cậu. Dày lao xuống rồi bão quạ thôi thế. Quyết định dùng bão quạ để tiếp cận tiến sau đối phương đến tớ hận cậu rồi. Sát thương nó chưa đủ rồi. Sát thương đốt đến từ mặt nạ cùng với thương đốt là đủ. Idol nằm xuống nhưng sau đó thì đồng đội đứng lên. Đứng lên để rồi lại nằm xuống khi mà Varus hiện tại đang bị bắn liên tục vào đít như thế này. Double kill cho Zin rồi. Cá sấu đã nhanh chân thoát chạy với một tình huống rút lui bằng E và Ezreal lại. Chán chưa? What are you doing? Xanh sao như vậy rồi mà không chịu đi PK cái gì cả. Cứ đi đẩy lẻ làm cái gì. Chết nãy giờ biết bao nhiêu mạng và tiền tranh bây giờ chỉ còn 2.000 thôi anh em ạ. Tí nữa thì quả bom này nó nảy mọi người cho lại gãy ra. Một tiếng quét sâu đẩy lẻ thì Ezreal mà cả có đồ 3 rồi. Mà nếu như nãy giờ mà Ezreal đi chung với idol chắc là phải đồ 4, đồ 5 rồi anh em ạ. Không sao anh em ơi. Một game đấu mà hiện tại team idol vẫn có lợi thế và đánh lết thì đội hình này đánh được. Đội hình này late game Fiddlestick 1m5 từ anh em ạ. R một phát là cái dàn mỏng mỏng này nó đi nguyên dàn luôn cho mình xem. Không hề đơn giản. Không hề đơn giản đối với cái tên tớ hận cậu. Cũng may nha, cũng may là tôi có kết bạn với cả tớ hận cậu nên là idol có đổi tên thành cái gì tôi cũng biết.
Và sẽ liên tục có giao bán cho anh em nhá. Đây rồi, siêu bom địa ngục được dùng sau khi bấm đồng hồ đến từ vị trí con dích, trước khi bấm đồng hồ thì đúng hơn. Evelyn lao vào cào và thôi xong đấy, ngay mà. Để Fiddle Stick đi đẩy lẻ, Zabit vẫn chết, rất là khó hiểu. Idol đi đẩy lẻ, Zik bắt admin chấm hỏi rồi. Zik đã chấm hỏi lên luôn sau một tiếng 1v2 và có được hai mạng. Còn đây là tiếng Pharos lấy mạng của Jin và sau đó gồng quy đây bạn ấy. Không hồi chiêu kịp rồi. Idol đẩy lẻ rất biết chừng, biết mực và sau đó Evelyn đi kiếm Fiddle Stick của Idol nhưng không thấy gì cả. Và đất khu đứng giữa đang có một tiếng lao lên PK cùng với lại vị trí của Zik. Z đời bóng nhìn là khá ảo. Nhưng sắp thương lại không đủ để giết ai cả và Evelyn bắt đầu tiếp cận rồi. Thiên Đen ơi, về Thiên Đen ơi, về em ơi. Cầu sấm đến từ dây lách rất tốt đến từ Thiên Đen nhưng sau đó thì có về được hay không? Đây lướt đai tên lửa lên và sau đó thì Varus cút rồi. Z lao vào làm cái gì đấy? Bão quả phía lính và sau đó thì thu thập bằng áo được kích hoạt nhưng mà tớ hận cậu đành phải rút lui khi đồng đội chết hết rồi. Cực kỳ khó đánh và cùng ánh sáng từ xa, không đủ sát thương đến từ vị trí của Ariel. Một thế trận đã trở về thế cân bằng sau khi team Idol có những tình huống xử lý fail, đặc biệt là các carry đã có những pha throw game gọi là thế giới luôn. Ezreal lao lên E lên bắn quy mu hết cả mắt và sau đó thì bị Ezreal bị con dây nó bắn cầu sấm cũng làm mù mắt luôn. Siêu bom địa ngục thảy ra và vẫn dính vào người của Ezreal thì phải chết luôn cả Ezreal rồi. K6 bơi vào sức thừa chưa đủ, cắt lên và có mạng sau khi hấp huyết vừa rồi. Đánh tay liên tục kích suy vong và dây đang cố chạy chạy về hướng tớt cậu thì chỉ có cút thôi. Một tiếng 1000 tiền dành cho vị trí của cá sấu nhưng sau đó thì bị quạt của QR bay màu. Tớ hận cậu bây giờ đã không có gì để chạy cả, tốc biến đi và sau đó thì Evelyn tiếp tục tốc biến theo hành trang đầy. Một pha đứng rồi. À, cày. Tôi nghĩ là nên đi để lẻ thôi anh em ạ, đi chung với mấy anh này. Chết chung với nó lúc nào cũng hay. Từ một dặn đi đường thành công như thế mà giờ fit thành 48 rồi ạ. Tí nữa cuối game bọn nó cứ đè KPI ra bọn nó chửi đúng là không biết phải cãi như thế nào. Khá là khó khăn dành cho team của tớ hận cậu khi mà các carry đánh ẩu. Và bây giờ thì dòng nguyên tố thứ 3 đang chuẩn bị xuất hiện tại khung cánh dưới. Nếu mà đánh không cẩn thận có chừng mất rồng là cút luôn đấy nhá. Bên kia linh hồn rồng hóa kỹ vào là rất rách việc đấy anh em ạ. Evelyn cực kỳ xanh. Jin bên kia cũng là ba đồ rồi. Z đánh hạt thông nổ xuống sau nước chạy ạ. Thôi chờ tớ hận cậu ra rồi đánh rồng này cũng không muộn đâu nha. Con Fiddle này đánh rồng siêu mạnh luôn các bạn. Mà cứ chờ idol late game đi, khi mà đã có mặt nạ cùng với vũ trụ nó đốt chung với nhau thì lúc đấy thì một R vào giữa đường đối phương thì chúng sinh bình đẳng. Dừng top mid chết như nhau. Thôi thì bỏ rồng cũng được. Đây rồi, một tiếng bắt bớ đến từ vị trí của Varus cùng với Z, bắt chết từ vị trí của dây nhưng sau đó thì Varus bị hất tung lên và đó là một mạng nữa cho Z chàng. Không đủ sát thương ở Z ơi, Z ám muội và sau đó lên bảng mà thôi. Quyết định đi tại idol là thôi bỏ rồng để có thể hướng tới việc đi farm. Ezreal cũng đi farm. Cung ánh sáng từ xa không cướp được rồng và Evelyn còn trừng phạt hay là không đấy, không có trừng phạt dần ra một nhịp. Idol thì farm xong bãi sói và nó bắt đầu di chuyển ra rồi. Cú đúp bật sẵn đến từ cá sấu nhưng không vào được. Bị CC liên tục đúp nổ được đưa ra vẫn kịp trước khi bị hất tung và Rakan đã cút. Nhưng Evelyn quạt một cú trừng cuối là khá đau và đã có mạng rồi. Idol quyết định là côn lùi rồi. Ezreal đang cố gắng tốc biến chạy hồi máu đến từ Jin, nét vẽ xịt. Idol đánh hoa soi sáng ra trừng cuối luôn hay như nào đây? Tầm này thì kìa Ezreal ơi, đánh đi bạn ơi, đánh đi bạn ơi, tôi phía nó cho bạn ơi, bắn nó đi bạn ơi, bắn đi. Một game đấu đang có dấu hiệu bị thua ngược các bạn ơi. Đi đường thì có vẻ là khá xanh nhưng đang có dấu hiệu bị thua ngược sau những tiếng throw game. Jin đang bắn liên tục vào tường bi, ôi tốc biến được Jin bắn luôn, phát thứ tư. Phát thứ tư 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 tư. Cái gì vậy trời ơi, tại sao vẫn chết, tại sao vẫn chết. Z đã đầu tư cả tốc biến lên đáng cái mạng của làm lại cuộc đời và Ezreal cùng với làm lại cuộc đời đã cùng nhau làm lại cuộc đời trong tiếng vừa rồi. Vẫn chết đến từ vị trí của Ezreal, một đoạn đi đường vô cùng xanh xao với một cây đề là 91, 92, 93 gì đấy không nhớ. Nhưng sau đó fit thành 11-8 rồi. Ăn xong rồi báo không. Tiền là cân nhau anh em nhé, chiêu cuối đi từ Varus gồng quy đúp lên. Gồng quy đúp lấy đi khoảng chừng 90% máu của Zik nhưng Zik cấp độ 16 vẫn có thể rút lui về kịp. Idol đã xuất hiện trở lại và đó là một tình huống lao lên phía và lính. Một mũi tên xuyên phá nữa, rất nhiều sát thương đến từ Varus nhưng mà Idol tấn cậu lại không còn kỹ năng để tiếp cận nữa rồi. Đã có chuẩn bị đó là chữ Fire Rally. Và với Rally cùng với mặt nạ thì combo này đốt máu thì thôi rồi. Vừa làm chậm vừa đốt máu và không phát hiện ra đối phương bấm B và hơi tiếc cho vị trí của Idol một chút. Và đất lại bắt đầu đẩy cao, không có chiêu cuối, cố gắng làm cái gì đó đổi mạng được hay không.
không được rồi, và Legendary dành cho vị trí của Evelyn. Pink chấm hỏi đến từ vị trí của Varus vào người tớ. Cậu không biết Pink cái gì, không biết là Pink cái gì. Chết xong rồi Pink ạ, vãi nổi ạ, fit 13 xác xong Pink ạ. Evelyn đang truy đuổi theo idol tớ hận cậu, và đó là một tiếng truy đuổi mà tôi nghĩ là Evelyn sẽ cần phải suy xét lại. Mặc dù đang Legendary nhưng mà coi chừng đấy nha. Một pha lật kèo đến từ tớ hận cậu là coi chừng mất 1.000 tiền ngay. Nhưng mà đó là quyết định rút lui đến từ Evelyn, một quyết định khá là sáng suốt. Giống chưa có nên là pha này thì không có gì đánh nhau cả. Dừng thằng Z đã farm hết rồi. Bây giờ đi đâu về đâu đây. Game cân quá à, 57.500, 57.500 đánh như T1 Gen Z luôn. Z lao lên bị cấu rỉa nhưng mà sát thương chưa phải là quá nhiều. Z bị mất máu cực kỳ nhiều, sau tiếng lao vào đến từ Rakan, lướt phong linh lên dứt điểm đối phương. Và sau đó là một tiếng tớ hận cậu xuất hiện với cú bão quả của mình, đứng gồng thôi là bên phía bên kia chạy hết rồi. Và sau đó là một tiếng lao lên phải là hơi sâu đến từ Chí Phèo, dính nét vẽ. Sân khấu còn đến từ Jin, phát thứ tư đã sẵn sàng nhưng không có tầm nhìn là cắm mắt ra. Bấm đồng hồ và sau đó là lên bảng đếm số đến từ vị trí của Renton. Dày đang đến cái tốc độ là cực kỳ cao, sân khấu mở lên tốc biến và đó là một tiếng chết cả hai rồi. Thôi xong rồi, oh my, oh shit, tên bay đạn lạc tung lúc tà la. Một pha feed 4 mạng đến từ bên phía của team tớ hận cậu, và rớt đi đâu tên này. Má trồn, rất là khó hiểu cho tình huống xử lý đến từ Varus ạ. Vừa chơi game vừa cho tay vào quần à. Một pha đi ra đến đường giữa rồi, đối phương ra tới 3-4 người rồi vẫn đi rất ngang nhiên, và hồn nhiên đến từ vị trí của Thiên, và hồn nhiên thì cũng gần với hơi điên, chết luôn rồi. Fit ai rẻ, fit 9-14 không. Thật không thể tưởng tượng nổi là một game đấu thu ngược đến team idol tớ hận cậu. Đến lúc này dành phải dùng tuyệt chiêu thôi anh em ạ. Tuyệt chiêu ở đây đó là đi farm lính đẩy lẻ và gánh team. Này thì không thể nào trông chờ được vào đồng đội nữa rồi. Với một con fiddle stick 11 số từ thời Bắc Ám thì đây là một con fiddle khá là triển vọng trong việc gánh team và dặn đến game. Phát thải siêu bom vào đến từ Zik và FD bộ thẳng vào giữa tâm siêu bom ạ. Đánh cái gì mà cực kỳ là khó hiểu đến từ vị trí của tường bi. Con bùa đỏ này tính ăn luôn đến từ vị trí của Ezreal ạ. Tôi tưởng là phải nhiều trai đồ chứ. Một đường trên lúc này thì Varus đang đẩy lẻ. Tiền thì cũng nhiều và trang bị thì cũng lớn. Bắn poke thì cũng đau nhưng mà rõ ràng bên phía bên kia đội hình poke bên kia nó khỏe không kém gì luôn anh em ạ. Hai cái mũ phù thủy rồi, dây cũng là 4 đồ lớn rồi. Jin 4 đồ rưỡi anh em ạ. Dịch di chuyển vào phê trách tưởng chừng sẽ bị chết nhưng mà đó là một tướng rất hay. Z tung gió tử thần dính charm và sau thì lên bảng. Còn idol lúc này vừa đi ra đến nơi thì mất tốc hành và tốc biến chạy luôn rồi. Một pha xử lý có vẻ là hơi lỗi đến từ vị trí của Z, sau đó thì mất trắng cây máu của tớ hận cậu. Cú ý sáng đẹp, chung cuối Varus cũng tốt và có mạng rồi, nhưng Varus với cú quy 1.000 đa vừa rồi. Zik đang cực kỳ yếu bóng, Varus có tốc biến nhưng không quy flash chăng. Varus lách rất ghê ạ, Varus lách tất cả mọi thứ và sau đó thì quy flash được hay không đây. Vẫn đang đi ngang qua tầm nhìn đối phương. Từ từ Varus chạy đơn từ từ rồi, Varus bắt đầu bắn rồi. Siêu bom điện cùng thải ra và sân khấu từ dần bắt đầu bắn lên. Tập hoạt động đến từ phía team 2 là cực kỳ xa và linh hồn rồng đang chờ đón ở phía team 2 ở phía sau. Idol lúc này thì vẫn chưa có cơ hội dùng cú chiêu cuối của mình để có thể lật lại ván đấu khi mà chênh lệch đã là tương đối nhiều. Một con số lên tới 4.000 tiền chênh lệch đến từ cả hai team. Và trên đường đi ra thì kiểu gì cũng ăn bom đến ăn cầu sấm đến từ dây và mất luôn linh hồn rồng là có thật anh em ạ. Thật không thể tin nổi một ván đấu ăn khu vực đường dưới nhiều đến như vậy nhưng mà lại không ăn được rồng và sau đó mất cả linh hồn rồng. Quá tệ. Team này quá tệ các bạn ơi. Bây giờ thì đó là tình huống lao đến từ Z, êm thẳng vào và shut down thành công người chơi xạ thủ bên phía bên kia. Ezreal đã sống sót với một chấm máu rồi. Idol tung chiêu cuối co vào đồng đội rút lui và đứng trên cá sấu vẫn đang đẩy, gọi là đẩy không thấy mặt trời đâu. Đẩy bán mặt đẩy và sau đó thì đối phương đã bắt đầu vòng ra phía sau. Zay quyết định bách về à? Zay đã bách về, còn Evelyn thì đã quyết định đi lên. Zay chưa về với cỏ trắng ba và Idol biết điều đấy. Hạt thông đổ chạy đến từ Zay rồi, cá sấu nhận ra vấn đề hay là không? Cá sấu lát hít hụt con xe. Zik đang là người cực kỳ yếu máu. Cá sấu bắt đầu bị quay 1-4 rồi. Idol đang lên backup, còn Z thì quyết định quay về rồi. Z quyết định quay xe về và Idol thì quyết định quay xe luôn. Không có chiêu cuối tại thời điểm này đến từ phía đầu stick của Idol nên là cũng không làm được gì cả. Một game đấu với tốc độ là khá cao. 32 phút chúng ta có 90 mạng. Một khởi đầu có vẻ là hơi chậm nhưng mà đến giữa trận thì PK cực kỳ căng. Và những người đã fit trên 10 mạng bao gồm Idol tớ hận cậu, Varus với 15 mạng đã fit.
Cặp bóp phía bên kia có đóng góp tới 20 kill cho team của Idol. Cánh trên thì giữ mạng rất tốt đến Tevelin, nhưng mà Zay cùng với Zik thì cũng chết 8-9 mạng rồi. Sướng sương ha. Đây là một game đấu như bao game đấu khác ở tạm đánh đồng và như bao game đấu khác của tớ hận cậu thôi. Khu vực đứng giữa đang diễn ra một tiếng đẩy cao đến từ Varus cùng với S3 Poke thì có vẻ là đau, nhưng mà đối phương đẩy lên là coi chừng chết nha. Rakan vòng ra phía sau bắt đầu câu dấu hiệu mở rồi Rang hồ xịn lao vào. Đủ má. Dịch đã chắc ôn gọi bạn lên rồi. Rakan vào mở mẹ thế giới luôn, Evelyn với Dịch. Lúc này thì Giang Hồ xịn giò chỉ có thể kêu lên địch căn mẹ mà thôi. Địch căn mẹ cùng với lại vị trí của Adam và Phắc, hai thằng máy ra không lên. Khá khó hiểu cho tình huống xử lý vừa rồi. Evelyn tốc biến lên làm cái gì đây? Evelyn tốc biến lên cào thẳng và tung chiêu cuối được hay không? Evelyn chơi dài và lên bàn điểm số. Dịch ra bấm đồng hồ và Z em thẳng giữa từ dần vào. Và đó là một tiếng lên bảng từ Z tốc biến lên bắn tay và Varus có mạng rồi. Hai thành viên vừa nhìn con Rakan mở xong, bây giờ thì chết cả hai. Ezreal đang quáng rút ly và người nằm lại có lẽ sẽ là vị trí của Thiên đen, Thiên hơi đen. Bây giờ thì Chí Phèo đi ra thay tour và liệu rằng có cắt được vào dây hay không. Tốc biến còn, ám muội các thứ không có. Đi bộ lên dây lao thẳng vào, cực kỳ nhiều sát thương đến từ dây. Khu đứng dưới thì Ado đang đẩy lẻ. Đấy rồi, trở lại với lại giao án đẩy lẻ của tớ hận cậu đây rồi. Sống chết mặc bay, việc thầy thầy cứ đẩy. Và tung chiêu cuối dọn lính cùng với cả ăn trụ luôn không nhỉ? Phía lính rồi. Thôi, Jin vòng ra phía sau, tôi xin lỗi. Tôi chạy đây, tôi. Còng mẹ đó. Và nó đã trả lời chấm hỏi cái gì đã. Ezreal bay lên và sau đó là một... Ui, đến Tino. Dịch chắc đôi chất bạ, sẽ là sao rồi, đỏ rồi, bỏ phía đầu hàng rồi. Một tình huống xử lý là rất xử lý đến từ cả hai người chơi, đó là dây cùng với Ezreal. Ezreal e lên ở dạng dây dạng súng anh em ạ, một cú quy flat đi và Ezreal flat tặng với quy đối phương. Và đất thì đã chặn ôn, không hiểu thì nó chặn ôn chấm hỏi cái gì. Cá sấu bơi thẳng vào với cú đức không nộ, quy nộ và sau thì e vào đánh tay đối phương tốc biến đi. Và sau đó thì cá sấu bây giờ tốc biến chạy đi đâu, Rakan lao vào cham thành công và cá sấu khút rồi. Tốc biến mất luôn cả giác tinh thần đến từ vị trí của Renekton. Giang Hồ Xịn Sò đang mở cực kỳ tốt, những cá sấu cắt vào sắt, đập mặt vào tường và sau đó thì cầu sấm bồi vào, nét vẽ các thứ đâu. Thôi chẳng đi, đi hẳn rồi. Cá sấu đã bơi ngửa rồi, Ezreal đang ping, Ezreal đang ping con Jin sát ta 150 tiền với 18 mạ gục đến từ xạ thủ phía team 2. Đấy, đi đường khỏe như thế rồi mà còn fit tới 10 mạng. Cá sấu chỉ là một thương hiệu thời trang. Dích chặt ơn cái á. Cá sấu chỉ là một thương hiệu thời trang mà thôi. Chú cuối xin đến từ Thiên đen khá là khó hiểu. Và sau đó là một tình huống giật về đến từ cả hai. Tớ hận cậu thì sau khi đẩy lẻ với KD là 1-11 thì đã quyết định quay người trở lại để team fight chung với đồng đội. Với 3 món trang bị tại thời điểm này, gần 3 đồ lớn rồi. Bây giờ chắc là Idol đổi cánh đẩy lẻ lên cánh trên ha. Bỏ mẹ đẩy lẻ cánh dưới, bọn kia nó xuống nó kéo nên nó bắt khó chịu quá. Một tiếng ăn mắt đến từ Evelyn và mất máu Fury ạ. Chiêu cuối chạy chứ sao? Chiêu cuối chạy chứ sao nữa? Bán à? Bán rồi. Dấu từ thần vào và Jin cút luôn rồi. Có pha tiếp cận đến từ tớ hận cậu với chiêu cuối bão quạ và ngay lập tức đối phương đã phải ra đi. Với hai mạng cũng như thế này thì ăn Baron được không? Ăn Baron được không? How about Baron mấy bro? Quyết định không ăn Baron và tràn lên tìm kiếm cơ hội tấn công tiếp. Rakan quay người trở lại mở chúng vào vị trí của Varus. Varus thanh tẩy chạy trả lại sát thương. Ado đã phía thành công rồi, đồng đội đã đam vào nhưng không đủ đam để giết ai cả. Siêu bom địa ngục chết ngay từ vị trí của Varus và sau đó là một tiếng Z bắt đầu phá mắt chứ không phải ăn Baron. Mình có Z không hiểu solo Baron kiểu gì và sau đó là một tiếng di chuyển ra đến từ Z để có thể tìm kiếm cơ hội gỡ mạng. Z phát hiện ra dây quyết định mở cầu gia tốc, tốc biến lên đổi bóng vào và sau đó thực hiện một pha solo 1v1 giới từ tần vừa kịp một lại dùng luôn và đó là mạng dành cho vị trí Z. Phóng phi tiêu trúng và Zick chút nữa đã phải ăn đạn lạc chết. Ezreal e lên quy mày đồng hồ với chúng tôi à, đồng hồ với chúng tôi à, đánh tay thì lấy gì mà né. Ok chưa, bắt đầu là động thái đi chung đến từ Idol tớ hận cậu rồi. Đẩy lẻ đây là ok rồi, đẩy lẻ là sắp banh chúng hai đường dưới rồi, đi chung team fight thôi anh em ạ. Khỏe như này tội gì không team fight. Bây giờ là một tiếng gỡ đến từ team Idol ha. Hơn tiền rồi, sau khi có chung hai đứng giữa là hơn tiền rồi. Và đây là tình huống mà Ezreal vẫn đứng lại khu đứng giữa, chả hiểu được làm cái gì cả. Nét vẽ dính vào đi, sau đó thì Ezreal khó chạy đằng trời. Idol đi cướp bùa đỏ rồi. Team ping Baron nhưng Idol cắm mắt vào thì thấy con bùa đỏ lại ngon ngon nên đứng ăn thôi thôi thôi. Vẫn có bùa đỏ rồi, thật cờ hó. Mày, tao ghim mày, mày dám ăn bùa đỏ của tao. Mặc
dù đó thì cũng cướp bóng đỏ đến từ Adolf Hận Cộng của đối phương, nhưng vẫn ghi. Kim tí đã báo thủ sau anh em ạ. Quyết định về farm rừng để hướng tới đồ 3, nó sẽ là một cái Banshee. Tiền thì đã đủ rồi, nhưng mà để xem có quyết định về luôn hay là tiếp tục farm tiếp nhỉ. Evelyn có rồng nhưng chạy lên cánh trên làm cái gì đây? Rồng ngàn tuổi mà lại lên top làm cái gì, có ai ở đây đâu. Tớ Hận Cộng thì đang có định farm thêm tí quái rừng nữa. Z thì đang được ping, và sau đó thì bên kia có bắt được con Z hay không đây, khi mà Z có cho mình đó là áo choàng bóng tối rồi. Và bây giờ sẽ tìm hướng di chuyển xuống đến từ vị trí của Evelyn, phát hiện ra Varus, Varus thậm chí chơi trước luôn ạ. Varus đánh tay R và sau đó thì không quy đức. Sát thương lại có đủ hay không đây, nó chưa đủ rồi. Vẫn làm lượng máu khá lớn và có mạng cho Varus, 1 đổi 1. Sau đó bên phía bên kia thì Z lao lặng, lao lên và sau đó thì giật về các kiểu rồi. Rồng thì vẫn còn được bỏ ngỏ, nhưng đây là rồng ngàn tuổi, ăn nó không phải là dễ nha. Z đổi bóng xuống làm cái gì đây? Né cầu sấm là khá tốt, đấy thì không hề đơn giản. Idol thì đã đi bộ về mua cho mình Banshee, sau đó đi bộ ra rồi. Rồng này là không thể nào bỏ được anh em ạ. Z lao lên tung dấu ấn tử thần luôn, có dây chuyền và sau đó giật ngược trở lại tung chiêu cuối đến từ Evelyn. Dấu ấn tử thần nổ và sát thương đã đủ đến từ Z cho tình huống vừa rồi. Evelyn đã phải lên bảng thì ăn rồng kiểu gì đây? 3 đánh 1 và đó là tiếng lao lên để 1 đánh 3 với chí phèo bật chiêu cuối lên đứt thường và sau đó thì lách bị rồng phá hơi đau. Cứu tôi thỏa đôi, nhanh thỏa đôi, e lên ok, né cầu sấm tốt rồi. Phần còn lại để Idol lo. Idol đang đứng ở đây gồng chiêu cuối thẳng vào đội đối phương, tốc biến lên làm chậm đến từ là lại đốt máu vận đồng đội phía sau, bắn cuối sáng và ăn mạng mà thôi. Ezreal lên có mạng cho Idol, tớ Hận Cậu Trang đúng là như vậy, tốc biến chạy đến từ vị trí của Zay và đó là một tiếng Z êm thẳng vào vị trí của Jin làm lại cuộc đời, nhưng mà Jin không chết, người chết lại là Z rồi. Idol đang bị con Zay tấn công nhưng có man Mortius bỏ mẹ rồi. Cá sấu cứu tao, cá sấu đã được cứu và quay người trở lại tấn công luôn. Cá sấu còn cái gì đấy ạ? E lên đứt vào thiêu đốt quy xịt đánh tay và sau đó thì Zay có cái gì để chạy đây, thiêu đốt sát thương đủ đến từ vị trí của Renton để được 1-1. Đánh nhau là 500 hiệp ở tại khu vực hang rồng vẫn chưa phân thắng bại đến tất cả hai team và Varus đã trở lại với tiếng one shot có thể được với một lượng trang bị hiện tại là 500 AP. Một R quy đức là có thể bình thiên hạ. Chiêu cuối trúng R quy đức. Bay mất rồi. Rakan tốc biến lên và bắn E đục đồng hồ cái gì ở đây đây. Thanh tẩy tốc biến còn. Tốc biến đi. Redemption tốc biến lên bắn viên thứ tư nhả một quy vào và Varus lần này đã bị outplay rồi. Gồng quy vậy là hơi lâu, hơi tham đa và Idol tớ cậu lại trở ra nhưng chiêu cuối chưa hồi, bỏ mẹ chưa. 13 giây hồi chiêu cuối ạ, quá lâu các bạn ơi, tầm nhìn thì có nhưng mà cướp rồng ngàn tuổi cái kiểu gì đấy. Đối phương ăn có vẻ là tốc độ khá nhanh nhưng mà chưa kịp anh em. 3, 2, 1 không được rồi. Chiêu cuối hồi tầm 1-2 giây sớm hơn một tí là có thể lượm hết đây anh em ạ. Đồng hồ chiêu cuối sẵn sàng nhưng lại không có đất dùng, thôi thì chuyển mục tiêu lên Baron. Fit mà fit tới linh hồn rồng xong rồi fit thêm cả rồng ngàn tuổi, cái này là thấy khó rồi đấy nha. Đối phương cầm rồng ngàn tuổi team pha là cực kỳ mạnh. Rakan lao lên với định bắt bóc Banshee, bóc Banshee xong rồi có cái gì để về đây, mất hơn nửa cây. Evelyn đang chủ động di chuyển sau khi ăn được rồng ngàn tuổi, sát thương Evelyn lúc này có thể one shot bất kỳ ai. Ezreal mua luôn cho mình đó là khiên băng Randuin ạ, hướng lên trang bị khá cực đến từ vị trí của Ezreal. Jin thì có cho mình đó là mãng xà món cuối rồi. Cá sấu bị đánh đập hành hạ dã man và tốc biến còn. Quay ngược trở lại dính nét vẽ, dính mất tương đối nhiều máu rồi. Rồng ngàn tuổi phá mất tất thần, Z bơi thẳng vào giữa đường đối phương, ám muội giật ra và sau đó thì Fiddle Stick bay thẳng vào. Bão quạ đẹp đến từ Idol thân cậu và Zeke đã bắt một vé đồng hồ rồi. Zay quay ngược trở lại với cú chỉ thiên. Idol có một tiếng phia thành công một người trước khi lên bảng và tiến sau thì đồng đội tha hồ và vét mạng mà thôi. Evelyn đâm vào sâu và đã phải nằm xuống với mạng dành cho Varus. Tình huống đẩy về là 3v3. Ezreal bắn quy xịt nhưng Varus rờ trúng. Pha này thì Varus lại không có quy và rồng ngàn tuổi pha chết luôn. Đó là tình huống mạng dành cho vị trí của Zay. Z tung đứt lưu quy nhưng mà không biết tung đứt lưu quy và cái gì nữa. Ping chấm hỏi liên tục đến phía team 2 rồi. Và bây giờ thì Ezreal tiếp tục được bốc cùng với Ezreal thì có một vị trí của Z đang không có chiêu cuối, vừa hồi chiêu cuối dùng luôn là có mạng, dùng vào Zeke cũng được, Zeke vừa hết đồng hồ rồi. Idol vừa lấy đồng hồ của Zeke rồi kìa, lên đi rén cái gì, bây giờ giết được một thằng giật về lấy gì mà bên kia nó kéo theo. Một pha đứng rất cao đấy thì vị trí của Zay ạ, bên này còn chịu chết luôn đấy. Z tầm thời điểm này phun đồ rồi, đam to tổ bố rồi. 41 phút trôi qua, game đấu cực kỳ căng. Ezreal đang đẩy lẻ ha, đam mê đẩy lẻ thật sự đấy ạ. Tớ Hận Cậu đẩy lẻ nãy giờ thì chưa ăn được trụ hai đường dưới, nhưng mà vẫn đang làm áp lực rất lớn đến phía đầu stick của Tớ Hận Cậu nha. Tôi đánh giá đây là một game đấu mà Idol vẫn đóng góp, mặc dù nhìn KD thì nó không được tốt lắm nhưng mà vẫn ok. 15 cái mạng này của Ezreal phải đến 10 mạng của Idol support rồi. Và bây giờ còn ai không chết dưới 10 mạng không ạ? Còn Evelyn chưa chết dưới 10 mạng. À nhầm, chưa chết quá 10 mạng.
Rakan xin cầm blue mà làm gì căng thẳng thế. Người duy nhất chết dưới 10 mạng chính là Evelynn. Và trong bối cảnh game đấu kéo dài thì Evelynn có thể chết hơn 10 mạng là chuyện bình thường. Mà pha lôi phạt đối phương sang phía kia bờ tường đến từ vị trí của Thanh Khang. Giật ngược trở lại rồi là giật ngược làm gì đây? Có idol cover thế là giật ngược trở lại luôn. Idol đang bị mất máu hơi nhiều, Z đã được cứu bởi idol tấn cậu. Phóng minh tiêu giúp được một người đến từ Z. Và sau đó tiếp tục xoay e các kiểu cùng ánh sáng bắn ra từ Ezreal. Chiều cuối là khá đau từ Evelynn và bầu cầu sớm vừa rồi đến từ vị trí của Thanh Khang. Đã lấy mạng của Z rồi nhưng bên phía bên kia thì Evelynn cũng chịu chung số phận mà thôi. Jin có những nét vẽ, Jin có lượng sát thương đến từ cạm bẫy nghệ thuật. Jin có được khả năng búp đến từ vị trí của Rakan. Và đổi mạng lẫn nhau là 4v4 rồi, cầu sớm chung sát thương là chưa đủ. Thiên đen đánh hạ thông đầu quăng rút lui với một chấm máu nào. Dây chuyển dạng cầu sớm xịt và rất vẫn đứng ở đây. Nhây, nhây chúa. Quét sạch rồi. Cậu mẹ đó. Nhây điên. Về thì về đi, đứng rình ở bắt con dây. Ở dây nó chỉ đứng từ ra là bắt cầu sấm chúng, chúng, chúng đi chúng. Cũng vậy. 4 đổi 5. 4 đổi 5 cỡ nào cũng đổi. Rạch đồng mà các bạn. PK chết bỏ. Vấn đề gì cả. Chết thì đúng với cái tên của thanh niên là làm lại cuộc đời anh em nhé. Và những người chơi ở rank này thì đúng là không hề đơn giản. Họ có những cái mindset chơi game, họ có những cái tư duy chơi game nó rất khác người. Nhưng mà bây giờ thì trụ đứng giữa cùng với nhà lính chắc là mất rồi ha. Tớ hận cậu đang đi ra. Đây 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 đây, đây. Thằng này dám mắt nhà lính của tao. Mày mày nghĩ làm sao ấy? Ăn chưa được cái nhà lính thì thực ra phải về rồi. Con rồng này mới quan trọng đây này. Rồng ngàn tuổi, à nhập con Baron chứ. Rồng ngàn tuổi thì có thể bỏ nhưng mà Baron thì không nha. Baron phải đánh tới đấy anh em ạ. Tài nguyên các thứ đầy đủ. Chờ thằng Ezreal hồi sinh mà thôi. Z lao lên và đó là một tiếng dấu từ thần vào nhưng mà Zik cùng với Zay đang trả sát thương lại. Ôi dồi, quả lôi phạt kìa. Ôi dồi. Tốc biến lên từ thần cậu nhưng mà không có sát thương. Một quả lôi phạt con Z nhìn cực ảo đến từ Zay và đó là cái tương tác giữa cái lôi phạt cùng với cái lướt đến từ Z, cái đổi bóng đến từ Z. Giật về rồi còn bị lôi trời ơi, lôi phạt 5 km. Nó lôi xong nó phạt, nó lôi tới lôi lui nó xích như xích chó rồi. Khá là đen đủ dành cho vị trí của Z cho thứ vừa rồi. Đúng là những player ở rank này là không hề đơn giản. Mà Varus sẽ ôm đồ nhiều thế. Varus 2000 mấy tiền vẫn chưa đủ đồ cuối anh em ạ. Nghèo thật sự ạ. Ezreal thì bây giờ nó dư 1000 mấy tiền luôn rồi. Ôi dồi ôi, Evelynn nó cào thốn thế. Nét vẽ vội vào tốc biến thả diều hay. Và đó là mạng dành cho vị trí của Varus thiên đen. Baron đang ăn thì tự nhiên mất người ạ. Mất rừng là khác ạ. Đứt độ vào thì cá sấu ạ. Siêu bom địa ngục cá sấu né được. Dích bấm đồng hồ và sau đó thì còn đúng 2 hòn bi ở đây mà thôi, chắc chắn là như vậy rồi. Và rất có mạng ở phía bên kia, chính phải bơi vào hơi sâu, chính phải không sát thiên thần và bị bắn chết bởi Jin. Jin phun đồ bắn là khá đau nhưng không có vô cực. Say đến và tình huống Zed đủ mắng là cái nó đạp bom chết anh em ơi, đâu hiểu kiểu gì nó đạp bom chết các bạn ạ. Thật là khó hiểu, thấy con Say à yếu thôi để tao tự sát vậy, thà chết chứ không chịu hy sinh để ta đạp mình tự sát thay vì để mày giết với quả cầu sấm. Một tình huống RQ đớp. Ok, e xịt nhưng đánh tay thì không xịt được, có mạng nên thiên đen đánh tay một nghìn các thứ đấy từ vị trí thiên đen. Một đổi hai được thiên đen tướng vừa rồi và quét sạch cho phía team 2 nhưng lại là 4 đổi 5. Lại là 4 đổi 5. Thằng nào chết dưới 10 mạng làm chó game này nhá. Hiện tại thì Evelynn đang rất có nguy cơ đấy nhưng mà tôi nghĩ là thời gian bắt đấu còn dài. Với cái thế trận hiện tại thì đã là 135 kim rồi. Và diễn biến như thế này thì Evelynn tôi nghĩ còn chết được vài mạng nữa. Một kiếm đấu không biết con gạ kèo gì không có gì được chết 22 xác. Đúng chạy KPI anh em ạ. Chết tối thiểu bây giờ cũng là 9 xác. Ở bên kia cũng là la liền 10 mạng, 14 mạng, 13 mạng hết rồi. Với 45 phút như thế này thì rank đồng Việt Nam vẫn đang có những trận đấu cực kỳ giải trí và tốc độ là cực kỳ cao. Chờ đến thời điểm này nó căng rồi anh em ạ, 45 phút căng rồi. Tập này PK và lo PK thôi chứ còn trời hụt con xe rồi. Thôi nhà giàu tiếc gì con lợn nghèo. À nhầm, tiếc gì con lợn gầy chứ. Thời điểm này là bắt đầu phải PK nhiều, phải còng não để suy nghĩ. Mặc dù tôi cũng biết họ suy nghĩ cái gì, rank đồng mà các bạn, rank sắt mà. Phải tập trung PK thôi anh em, không thể nào combat mõm được nữa rồi. Mồm nói nhiều, tay không xử lý được, lúc đấy lại thua ra, lúc đấy lại nó lại chát ô, nó khịa. À, chuyển giống ngàn tuổi ha. Siêu bom thảy ra khu đứng giữa, từ vị trí của Zik không biết là làm cái gì cả. Thời gian hồi có vẻ là khá nhanh thì cứ thảy lại thôi. Con rồng này thì mắt mũi có hết rồi ha. Hoa soi sáng các kiểu thôi. 1R là bình chúng sinh, bình đẳng hết anh em ạ. Đây là một tình huống co cụm lại đến từ phía của team 2. Ezreal lên, có fear đến từ idol. Cầu sấm xịt từ dây rồi.
Varus đang tìm kiếm mục tiêu cho cú one shot của mình nhưng Varus bị lộ vị trí ạ. Đứng gì đây? Ơi, Jin lao lên dính chung cuối Varus là cút chắc rồi. Một tình huống one shot đến từ Varus, nó chung cuối đẹp đến từ Varus, trúng 2-3 thành viên đối phương. Evelyn bấm đồng hồ, sau đó dính đứt vào lên bảng điểm số. Và đây là cú double kill dành cho Thiên Đen. Varus feed 22 mạng nhưng cũng ăn được tới 22 mạng trong ván này. Và đó là một tình huống ăn được 3 mạng đến từ team của Idol Tớ Hận Cậu. Zik đang cố gắng rút lui nhưng mà Zik đi đâu về đâu đây? Không còn siêu bom nữa, R thiêu đốt các kiểu đi nào. Không kịp thiêu đốt rồi. Đứng giữa đó là pha lao lên được chí phèo đức độ vào, Z ám muội vào các kiểu đến từ giới từ thần các kiểu luôn. Và sau đó thì chết luôn vị trí của Zay. Quét sạch team Idol và chiến thắng sẽ có team Idol sau 47 phút căng não. Tổng kill là con số 140 kill. Đúng là Evelyn cũng đã không chấp nhận làm chó, Idol đã chắc đến ngui. Ngui này không biết là có ý gì. Ngui. Đó là một câu chat ôn ngắn gọn xúc tích ở cuối game đến từ Tớ Hận Cậu dành cho các thành viên team bạn. Mặc dù bản thân đã feed tới 14 mạng nhưng mà đóng góp rất tốt. Với một con Fiddlestick acid 12 và ăn 2. Đồng đội mặc dù hơi báo nhưng cuối cùng thì vẫn có được chiến thắng bên phía bên kia. Mặc dù đã có một đoạn lật kèo khá tốt nhưng cuối cùng thì vẫn thua. Và rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi giao án của Idol Tớ Hận Cậu Fiddlestick đánh ở khu vực hỗ trợ với thu thập hắc ám. Và phun số nước mắt thì vẫn để đó ha. Một giao án rất Tớ Hận Cậu và đã có một game đấu lật lại sau một dạng giữa trận mà đội rất bao với rất nhiều những mã gục dành cho đối phương. Cũng là một game đấu tới 140 kill, một game đấu rất đậm chất đồng đoàn Việt Nam. Hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác nha. Chúc anh em có một cuộc tuần vui vẻ. Bye bye.